Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây Bao lớn V-League sẵn sàng chi 81 tỷ đồng chiêu mộ trung vệ PP Liệu có thể là bầu đức có làm cả thế giới ngước nhìn Theo tiết lộ từ nhà môi giới Nguyễn Minh Châu Trung vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha đang được liên hệ để chuyển tới V-League thi đấu, nhưng ông không nói rõ đó là đội bóng nào. Vậy tại V-League, những câu lạc bộ nào đủ tiềm lực tài chính để bỏ ra 81 tỷ đồng chiêu mộ trung vệ thủ biên chế Porto? Cụ thể theo những thông tin được nhà môi giới Nguyễn Minh Châu tiết lộ, trung vệ vừa mới kết thúc hành trình thi đấu tại Euro 2020 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha là PP đang được một câu lạc bộ lớn tại V-League quan tâm và đề bạt nguyện vọng chiêu mộ. Ngay sau khi thông tin liên quan đến cựu trung vệ của Real Madrid đã được hé lộ tạo ra cú sốc lớn trong giới mộ điệu tại Việt Nam. Hợp đồng của PP với Porto FC đến 30 tháng 6 năm 2023, tức còn 2 năm hợp đồng, nhưng họ sẽ cho ra đi vào tháng 6 năm 2022 với một điều kiện là phải trả cho họ số tiền 4 triệu euro. Một câu lạc bộ của V-League đã xác nhận với mình sẵn sàng trả 3 triệu euro, hơn 81 tỷ đồng với điều kiện là PP phải có mặt ở V-League 2020. Tuy vậy mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn. Nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu chia sẻ với một nguồn tin uy tín tại Việt Nam. Tuy vậy nhà môi giới cầu thủ này cũng cho biết thêm mọi thứ ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì thực sự chắc chắn và mọi chuyện xung quanh đến thương vụ chiêu mộ gã đồ tể lưng danh một thời của Real Madrid sẽ được sáng tỏ ngay sau khi V-League 2021 chính thức trở lại. Vậy ở thời điểm này, đội bóng V-League nào đủ tiềm lực tài chính, tức sẵn sàng chi ra 81 tỷ đồng để chiêu mộ PP? Cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là Câu lạc bộ Thế phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, đội chủ sân thống nhất liên tục khiến người hâm mộ phải háo hức khi kích hoạt những bom tấn thực sự như Lý Nguyễn, Công Phượng, Ariel Rodrigo, George Guilherme Ortiz hay mới đây là Lucas Brandon, trung vệ người Brazil từng có nhiều mùa chơi bóng cho lây bồ đồ nhà. Xét về tiềm lực tài chính và độ chịu chơi, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xếp đầu Việt Nam lúc này. Vấn đề là họ vẫn chưa thể xưng bá V-League. Vậy nên, không loại trừ khả năng, giữa lãnh đạo đội bóng này sẵn sàng bỏ ra 81 tỷ để mang PP về sân thống nhất, hòng nâng tầm đội bóng. Đội bóng thứ hai đủ tiềm lực để chơi mộ PP lúc này là Hà Nội FC của Bầu Hiển. Thực tế, đội chủ sân hàng đẩy sở hữu dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất Việt Nam lúc này. Những ngoại binh của họ thì lại chỉ ở mức trung bình, một tượng đài như PP có mặt tại đội bóng chắc chắn sẽ làm tăng sĩ khí toàn đội cũng như đưa đội bóng thủ đô lên một tầm cao mới. Cái tên tiếp theo có thể được nhắc tới trong thương vụ PP là Sài Gòn FC. Đội bóng này từng có tham vọng nhật hóa bằng cách mang về nhiều cầu thủ người Nhật Bản. Nổi bật đó là Daisuke Matsui, người từng có 31 lần khoác áo tuyển quốc gia Nhật Bản. Tuy vậy, kế hoạch thất bại khi Sài Gòn FC ngụp lặn ở top cuối bảng xếp hạng. Trong nỗ lực làm mới đội bóng sai Thành, một ông chủ giàu tham vọng như là Trần Hòa Bình có thể bạo chi để mang một tài năng lớn như PP tới sân thống nhất. PP là trung vệ thuộc hàng đẳng cấp thế giới và không phải cái tên quá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các fan của Real Madrid và sân chơi Champions League. Ngôi sao đang chơi cho Porto, tên thật là Kepler Laveron de Lima Ferreira, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1983 tại Marseille, Brazil là cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha gốc Brazil. Hiện anh đang chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ Porto và là thành viên quan trọng của tuyển Bồ Đào Nha. Cầu thủ này từng giành được vô số các danh hiệu cả ở cả cấp câu lạc bộ lẫn trong màu áo tuyển quốc gia. Nổi bật trong số này ba danh hiệu Champions League cùng Real Madrid trước vô địch Euro 2016 cùng với tuyển Bồ Đào Nha. Tin tiếp theo, Việt Nam có thể lấy điểm 3 đội tuyển nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong số 5 đối thủ ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, có 3 đội bóng mật Việt Nam có khả năng cao giành điểm đó là Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc. Tại Malaysia vào chiều ngày 1 tháng 7, buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra với hình thức trực tuyến. Lá thăm may rủi đưa Việt Nam vào bảng B cùng với Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản. Do đây mới chỉ là lần đầu tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 nên Việt Nam bị đánh giá thấp nhất bảng. Tuy nhiên không vì vậy mà các đối thủ khác có thể xem thường đoàn quân của ông Park. Những chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 2 điểm mà Thái Lan làm được ở vòng loại World Cup 2018. Xét về quá khứ, Việt Nam chưa từng thắng các đối thủ trong bảng B. Nếu chỉ ở cấp độ tuyển quốc gia, chúng ta trải qua 13 trận đấu, thua trắng 13 trận để lọt lưới 43 bàn và có được 4 pha lập công. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, cách biệt về trình độ của chúng ta với các nền bóng đá lớn trong khu vực đã được kéo gần lại. Chẳng hạn vào năm 2007, Việt Nam từng thua dễ Nhật Bản 1-4 tại vòng bảng Asian Cup 2007, thì đến năm 2019 cũng tại sân chơi Asian Cup, chúng ta chỉ để thua họ đúng một bàn, mà đó là bàn thắng trên chấm phạt đền và có sự can thiệp của công nghệ và. Rõ ràng không thể phủ nhận sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây và chẳng có gì ngăn cản chúng ta không đặt mục tiêu có điểm trong 10 trận đấu trước mắt. Có thể thấy ở bảng B, ngoài hai đối thủ đã vượt hẳn tầm của Việt Nam, Nhật Bản và Australia, chúng ta có quyền toan tính với những đội bóng còn lại. Oman chắc chắn là đối thủ dễ thở nhất trong số các đại diện mà Việt Nam chạm chán. Nếu đá đúng sức, thầy trò ông Park Ha-seo hoàn toàn có khả năng giành từ 4 đến 6 điểm cho Oman. Là thăm Trung Quốc mang đến nhiều điều thú vị cho Việt Nam. Trong quá khứ họ từng thắng đậm chúng ta tỷ số 6-1 ở Asian Cup 2009. Nhưng hai năm trước, U22 Việt Nam có màn trả thù ngọt ngào với chiến thắng 2-0 ngay trên đất Trung Quốc. Đây là kết quả khiến cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải sa thải huấn luyện viên Gus Hiddink sau đó. Theo lịch thi đấu, Việt Nam tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết. Với lịch thi đấu thuận lợi như vậy, chuyện Việt Nam có điểm trước Trung Quốc hoàn toàn khả thi. Còn với đối thủ Saudi Arabia, chúng ta dĩ nhiên có chút e ngại. Họ từng nhiều lần tham dự World Cup mà mới đây nhất năm 2018 trên đất Nga. Có điều, nếu được thi đấu trên sân Mỹ Đình, cộng với thời tiết hanh khô của miền Bắc thời điểm cuối năm, tin rằng đây là thử thách không dễ vượt qua cho các cầu thủ đến từ Tây Á. Tin tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai, mảnh đất chật trội của những tiền vệ tài năng. Cuộc chia ly với ba tiền vệ Ngọc Quang, Đông Triều, Quang Nho một lần nữa cho thấy cuộc cạnh tranh tuyến giữa tại Hoàng Anh Gia Lai khốc liệt đến thế nào. Điểm chung giữa Dụng Quang Nho, Trần Hữu Đông Triều và Châu Ngọc Quang là họ đều có thể đá tiền vệ, đều từng khoác áo U23 Việt Nam, khẳng định được năng lực tại V-League, nhưng không ai trong số này lấy được vị trí tại Hoàng Anh Gia Lai. Mùa này, cả ba người chưa có trận đá chính nào dưới thời Kiatisak Senamuang, sự ra đi của họ là tất yếu. Ở tuổi 26, Đông Triều, 25 của Ngọc Quang, rời phố núi lần này coi như là dấu chấm hết cho cơ hội cạnh tranh của họ trong đội hình chính Hoàng Anh Gia Lai. Khi ra đi, đội bóng đang ở đỉnh cao, nghĩa là họ không nằm trong kế hoạch của Hoàng Anh Gia Lai. Kia Tây Sắc tin rằng họ không đủ khả năng đóng góp cho một Hoàng Anh Gia Lai giờ đỉnh bảng V-League. Người duy nhất có lẽ còn cơ hội trong bộ ba này đó là Quang Nho. Ở tuổi 21, tiền vệ trẻ này thể hiện ấn tượng trong những lần vào sân thay người, Đưa Quang Nho tới Hải Phòng là cách Hoàng Anh Gia Lai cho anh rèn luyện thêm, đồng thời giúp tiền vệ này được thi đấu, qua đó củng cố cơ hội và vị trí tại SEA Games kế tiếp. Nếu bộ ba này không phải rời phố núi, Hoàng Anh Gia Lai có gần chục cầu thủ có thể đá tiền vệ trung tâm trưởng thành từ lò đào tạo. Trước đó là quá nhiều, nhất là trong bối cảnh Kia Tisak luôn muốn giữ sự ổn định cho đội hình chính. Chiến lý đào tạo của lò Hoàng Anh Gia Lai GMG tạo ra hàng loạt tiền vệ chất lượng, Điều đó khiến cuộc cạnh tranh tuyến giữa của câu lạc bộ này khốc liệt hơn bất kỳ nơi nào ở V-League. Thứ những đội bóng khác khát khao săn tìm, Hoàng Anh Gia Lai lại có dư tới mức phải liên tục đem cho mượn, thậm chí bán đi. Trước bộ ba này, Hoàng Anh Gia Lai cũng phải đẩy lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu tới các câu lạc bộ khác. Cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam Lê Phạm Thành Long thậm chí chưa từng có cơ hội đá cho đội 1 Hoàng Anh Gia Lai và đã chính thức gia nhập Thanh Hóa theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có dàn tiền vệ trung tâm tốt nhất, do đó cũng là nơi có cuộc cạnh tranh giữa sân khốc liệt nhất. Nhưng ngay cả khi đẩy hàng loạt cái tên, tuyến giữa Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn 4 cầu thủ chất lượng cao: Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Việt Hưng. Ngoài Xuân Trường chắc suất, Minh Vương cũng có nguy cơ trở lại ghế dự bị khi Tuấn Anh hoàn toàn bình phục, còn Việt Hưng đang nằm trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ. Triết lý đào tạo giúp Hoàng Anh Gia Lai sản sinh hàng loạt tiền vệ giỏi, nhưng đó cũng là điểm hạn chế của lò trẻ này dồn quá nhiều nguồn lực cho tuyến giữa, Hoàng Anh Gia Lai dường như không thể đào tạo các cầu thủ phòng ngự hay trung phong chất lượng. Cả bốn cầu thủ phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai gồm Huỳnh Tuấn Linh, Jamie Memovic, Kim Đông Su và Nguyễn Hữu Tuấn đều là người ngoài. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng duy nhất ở V-League phải dùng hai trung vệ ngoại, bằng chứng cho sự thiếu hụt phẩm chất phòng ngự từ lò đào tạo trẻ. Nhìn ra V-League, những câu lạc bộ có lò đào tạo mạnh như Viettel, Hà Nội, Sông Lam, Nghệ An đều có một vài cầu thủ phòng ngự trưởng thành từ tuyến trẻ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Thường, Văn Hoàng, Thái Bá Sang. Sự cân bằng đó là điều lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai chưa có. Đó là lý do giới chuyên môn vẫn bảo Hoàng Anh Gia Lai là đội không biết đào tạo cầu thủ phòng ngự. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đừng quên nhấn like share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại